Sao phải dành bố hoài vậy? Thôi nè, đi ra đi. Rồi trời. Nằm xuống đi con, nằm xuống đi bố chưa. Hai đứa ơi, em bơ nè, em bơ đi ra nè, để cho chị nằm, không có dành bố nữa, không có được dành bố nữa, trời ơi trời. Trời ơi trời, chết tôi luôn rồi, ai cụ ơi chết bố. Oh.